Chiều 3 tháng 1 năm 2023, Tổng Thư ký Quốc hội họp báo thông tin về kỳ họp bất thường lần thứ hai Quốc hội khóa 15. Trả lời câu hỏi của báo chí về việc tại kỳ họp bất thường, Quốc hội có xem xét việc miễn nhiệm đối với ông Phạm Bình Minh, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ và ông Vũ Đức Đam, Phó Thủ tướng Chính phủ, sau đó phê chuẩn các Phó Thủ tướng mới hay không. Trưởng ban công tác đại biểu thuộc Ủy ban Thường vụ Quốc hội, bà Nguyễn Thị Thanh cho biết, tại kỳ họp bất thường, Quốc hội sẽ xem xét ba nội dung về công tác nhân sự gồm cho thôi làm đại biểu, miễn nhiệm, phê chuẩn bổ nhiệm theo đề nghị của Thủ tướng Chính phủ với các nhân sự mới. Bà Nguyễn Thị Thanh cho biết, nội dung nhân sự sẽ được tiến hành từ cuối giờ sáng 5 tháng 1 và sẽ kết thúc vào chiều 5 tháng 1 là ngày khai mạc kỳ họp bất thường lần thứ hai Quốc hội khóa 15. Theo bà Thanh, vào chiều 4 tháng 1, tại phiên họp trụ bị, Ủy ban Thường vụ Quốc hội mới chính thức trình Quốc hội nội dung chương trình kỳ họp bất thường lần thứ hai, trong đó có nội dung về nhân sự. Trước đó, ngày 30 tháng 12 năm 2022, tại trụ sở Trung ương Đảng, Trung ương Đảng khóa 13 đã họp phiên bất thường, quyết định cho ông Phạm Bình Minh thôi giữ chức vụ Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Trung ương Đảng khóa 13, ông Vũ Đức Đam thôi giữ chức vụ Trung ương Đảng khóa 13. Cùng với đó, Trung ương cho ý kiến về việc hai nhân sự để Bộ Chính trị quyết định giới thiệu Quốc hội khóa 15 phê chuẩn chức danh Phó Thủ tướng Chính phủ nhiệm kỳ 2021-2026 theo quy định. Như vậy, tại ngày khai mạc kỳ họp bất thường thứ hai Quốc hội khóa 15, Quốc hội sẽ xem xét miễn nhiệm chức danh Phó Thủ tướng đối với các ông Phạm Bình Minh, ông Vũ Đức Đam và phê chuẩn bổ nhiệm đối với hai nhân sự Phó Thủ tướng mới.